Hello, xin chào mọi người nhé. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay anh em mình lại tiếp tục đi cắt ong rừng mọi người nhé. Đây là chiếc kéo dụng cụ để anh em mình chuẩn bị đi cắt tổ ong về để treo nuôi mọi người nhé. Đây là anh em mình đang tiến hành đi mọi người nhé. Mọi người theo dõi để xem anh em mình tiếp tục cắt ong mọi người nhé. Đây là khu vực anh em mình ra để cắt tổ ong ngoài rừng này mọi người nhé. Đây là rừng bưởi. Nên là trong này rất là ong lắm, ong bỏ vẽ mọi người ạ. Nên là hôm nay anh em mình phát hiện một tổ, nó cũng không được to lắm mọi người ạ. Nhưng mà trước hết là anh em mình cắt về để nuôi mọi người nhé. Giờ mình sẽ tiến hành đi ra tổ ong mọi người nhé. Đây là tối ra tổ ong để mình cắt mọi người nhé. Rồi hai nhà mình sẽ cắt luôn bây giờ cho nó sáng mọi người nhé, không để một lúc nữa nó tối. Đây là cánh đồng chè mọi người ạ. Cánh đồng chè. Đây nó cũng rất là nhiều ong nhưng mà mình chưa tìm được hết mọi người nhé. Mình mới phát hiện một tổ thôi. Không được to lắm. Thấy chưa? Cành tre cành ấy. Tổ ong vang nhỉ? Đâu? Từ từ nhá. Đây là khu vực ong làm tổ mọi người ạ. Từ từ nhá. Từ từ từ. À, từ từ này. Một con cẩn thận nó đốt đấy. Hả? Đấy, nó mới được. Ong này là đầu mùa nên nó cũng đang mới xây tổ mọi người ạ. Nên nó không được to lắm mọi người nhá. Xem mấy nó. Đây là mình quay cận cảnh của ong cho mọi người xem nhé. Nó ở trong lốc sâu nên là rất là khó nhìn mọi người ạ. Đó, đây đây đây. Củ này nó không được to lắm nên mình cũng tiếp tục mình cắt về để treo nuôi mọi người nhé. Giờ mình sẽ tỉa bớt cây ra để mình lấy lối vào mọi người nhé. Giờ nó vẫn còn sớm nên mình muốn giờ mẹ cho nó muộn một tí để cho mẹ nó về hết các bạn nhé. Mẹ nó vẫn đang đi kiếm ăn. Tổ này nó mới phát triển còn nhỏ nên là mình không thể để mất quân được. Càng mất quân thì lại càng chậm lớn. Đây là những cách cắt ong đơn giản mọi người nhé. Về để nuôi. Bây giờ mình sẽ tỉa hết những cây này đi để khi mình vào. Đây là sắn chưa? Cẩn thận, đây là sắn chưa? Đây tổ ong à, góc dưới này mọi người nhé. Nó vẫn còn nhiều cành quá nên là khi nhìn thấy hết được mọi người ạ. Bên đây mình quay này. Đây, mình sẽ quay cận cảnh của ong cho mọi người xem nhé. Từ từ nhé, nhẹ nhé. Đây. Nhẹ nó bay ra nữa. Thôi. Kìa. Đây mọi người nhé. Đấy. Đây, đồ ong đây nhưng mà nó không được to lắm rồi nhá. Để mình bốc vào trong con nào. Đấy, mình giờ mình sẽ cắt bớt cành ra để mình lấy vào mọi người nhé. Giờ mình sẽ mặc thêm một cái trang phục này vào để phòng khi ong nó đốt mọi người nhé. Mặc thêm cái áo vào cho nó chắn mọi người ạ. Đấy, như này nó có thể là nó có, nếu có dính đốt thì nó nhẹ hơn mọi người ạ. Mình nghĩ là cũng không ảnh hưởng gì nhưng mình phòng trước mọi người nhé. Đây những trang phục của mình. Đeo thêm khẩu trang rồi. Rồi. Giờ mình sẽ tỉa bớt cành đi để triển khai cắt ra mọi người nhé. Rồi. Đi. Đây mình giới thiệu với tất cả các bạn là đây là lá sắn non nhé. Mình lấy búp lá sắn non nhé. Xong rồi mình vo này đi này. Đấy, mình vo cho nó nhục này đi xong là nó
tết ra cái nước thì khi mình đút vào tổ ong nó sẽ không bị đùn ra. Cái nhất, cái thứ hai là nó sẽ trong cái thời gian một khoảng thời gian ngắn nó sẽ xay, ong bị xay đi ấy. Là mình cắt thì nó sẽ không bị, kể cả có vỡ cũng không bị đốt các bạn nhé. Đây là công đoạn anh em mình dùng để cho ong nó xay và nó ngủ mọi người nhé. Lá sắn mình đã chuẩn bị xong mọi người nhé. Đây là chiếc kéo cũng là dụng cụ và đèn pin để anh em mình thường xuyên đi cắt ong các bạn nhé. Cắt ong ban đêm. Cái ban căn bản là bây giờ là ong đầu mùa, nó rất còn nhỏ nên mình sẽ cắt ban đêm để tránh tình trạng đỡ mất quân. Khi mình mất quân về nó sẽ phát triển chậm hơn. Nên mình phải tận dụng từng con mẹ một các bạn nhé. Và bây giờ nó cũng chan tối rồi mình sẽ cắt. Cái lá sắn như mình nói mọi người nhé, ở nơi khác người ta gọi là lá mì mọi người nhé. Đấy, cây mì, cây lá mì. Nhưng ngoài miền Bắc mình gọi là cây sắn mọi người nhé. Riêng dòng ong này nó rất là kỵ với lá sắn mọi người nhé. Kể cả bị đốt thì mình dùng lá sắn, mình lấy nhựa của nó, mình dịt vào những chỗ đốt thì nó cũng không sưng đâu mọi người ạ. Nhưng phải dịt luôn mọi người nhé. Dịt luôn thì nó sẽ không sưng mà nó sẽ bớt đau đi rất là nhiều. Nên là từ từ nhé. Ong thì nó cũng rất là kỵ lá sắn. Nên là mình nhiều khi là mình dùng nó thì nó không ảnh hưởng gì. Đây là bây giờ mình sẽ cận cảnh mình cho lá sắn vào tổ mọi người nhé. Có mẹ ra kìa. Giờ mình sẽ chờ cho mẹ vào đấy. Bây giờ mẹ nó bây giờ. Đứng. Hai con mẹ là ra mọi người. Giờ mình sẽ tiến hành cho lá sắn vào tổ mọi người nhé. Cắt hết cành ngoài đi để cho lá sắn vào tổ cho nó xay mọi người nhé. To sẵn bó kỹ rồi. Từ từ đừng động cây cho nó ra đấy. Đấy, thấy không? Đủ xem, có một con về đắng ơi, từ đắng ơi, đừng đứng lên nhá. Có một con về, mẹ nó về. Từ. Bây giờ vỡ rồi mọi người. Vỡ rồi. Nào ấy. Ôi. Vỡ rồi mọi người. Bây giờ nó rơi mất cái lá sắn mình đút ra mọi người nhé. Quần mẹ nó rất là đông mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy một nắm lá sắn mới mọi người nhé. Rất là nguy hiểm. Mình đút lá sắn nó bị ra ngoài nên là lại phải chờ mất một lúc thôi mọi người ạ. Giờ mình sẽ chờ cho mẹ nó tụ hết vào tổ mọi người nhé. Rất may là chưa vỡ to, nếu mà vỡ to thì sẽ không thể đút lá sắn được mọi người nhé. Sẽ chờ nó làm lại rất là lâu. Giờ như mình sẽ chờ để cho nó chui hết vào trong tổ rồi mình đút lá sắn xong mọi người nhé. Rồi hết chưa? Từ nhé, rất là nguy hiểm đấy. Mình sẽ đút lá sắn các bạn nhé. Giờ mình lại tiếp tục cho lá sắn lần 2 mọi người nhé. Lần đầu không thành công thì giờ mình lại chuẩn bị sang cho lần 2 mọi người nhé. Chứ đời vỡ mẹ dưới kia. Nó hơi vỡ tổ một chút nhưng mà thôi cố mọi người ạ. Đút kỹ vào. Đây là rất nguy hiểm mọi người ạ. Bởi vì nó dính động rồi. Giữ luôn cho nó xay, không có nào về nữa. Giờ mình sẽ giữ cho nó xay mọi người nhé. Giờ này đích mắc được đâu. Không mắc lá sắn đâu. Rồi, mềm quá. Mọc. Để giữ cho nó xay nữa.
Thấy không? Cửa sổ nó hơi bị hỏng nên là mình phải giữ lá sắn một chút mọi người nhé. Thì tổ ong này nó nhỏ nên là cái tầng nó giáp với cửa nên là rất là khó mọi người ạ. Bắt đầu đừng có nào về nhé, không có nào về đâu, giờ là mẹ đi hết rồi. Đừng để nó ra, ra là sẽ giờ này sẽ không bắt được nữa đâu. Tôi lấy cái cây cám trống lên đó, bẻ cành cây cành cám trống lên, chống tạm là sắn lên để mình không phải giữ nó, thì một lúc nó xay thì mình sẽ cắt tỉa ngoài cho nó gọn. Cắm kỹ vào không nó rơi nhá, cắm kỹ vào không nó rơi là sắn, nên là lần này là không cắt được nữa, nhẹ thôi. Mẹ nó về một con về okay. Một con xử lý luôn. Đâu rồi? Chết rồi. Bay đầu tao rồi. Ủa bay đi rồi, bay đi. Cầm cây rồi phát đi. Đi rồi. Chết rồi. Dính rồi. Đập dính. Đuổi một con mẹ rồi mọi người nhá. Đuổi một con mẹ rồi đấy. Mẹ nó đi rồi đấy. Nguy hiểm quá. Đây là quên đấy, cầm túi lồng đây. Cận cành tỏ mọi người đâu rồi? Cái túi này đâu rồi? Trong ở ghế trong chị. Cái trong chị á? Mua túi à? Vừa lấy nhá, cho các mẹ về. Được. Các mẹ nữa về. Cắm cây đi. Đâu đây? Không rồi. Về đâu đấy? Mẹ nó về giờ này phải đuổi đi thôi. Cắm không cắm được cây à? Bẻ cây gió 32 nó mềm. Rồi. Mẹ phải để phất đi. Đây là tổ mọi người nhá. Tổ nó cũng không phải là bé quá đâu, nhưng mà nó cũng chưa phải là to mọi người ạ. Ong đốt không chết người, đốt ít không chết người nhưng mà đau lắm các bạn nhé. Nên mình phải rất hết sức cẩn thận. Không chủ quan với nó đâu. Khuyến cáo mọi người không nên bắt chước mọi người nhé. Đây là anh em mình làm cũng lâu năm, nó cũng có kinh nghiệm rồi nên là mình dám làm mọi người nhé. Cho nên là mọi người ai mà có ý định làm thì nên thứ nhất là hết sức cẩn thận, hai nữa là nếu mà cảm thấy mình không ấy thì thôi mọi người nhé, không nên làm mọi người nhé. Chẳng say đâu. Nào nhỉ. Cứ kệ nó, cứ giữ cắt tỉa đi. Đòi ra đây. Không say à? Nó ít lá quá. Hơi ít lá mọi người ạ. Nó vỡ đấy. Không một con mẹ đâu. Đi đâu? Nó bỏ đâu bên trong. Đấy, đấy không còn về đấy. Đó, đấy. Phải đi. Bay nhanh lắm. Để mình đập này đi nhá. Nó bay đâu bên dưới đó. Dưới nhá. Từ đi đâu? Phải đi. Không bay gần đây. Ra đi từ từ nữa. Từ ra đây cho con mẹ nó về nữa. Đứng lên. Đừng. Con đứng lên gần đầu mày, nó nảy vào đốt này đấy. Từ. Nó đứng lên đi. Từ. Đứng lên đi. Đằng sau. Nguy hiểm quá. Ra, ê. Bay gần tay tao luôn. Chị thấy tao gáy đấy mọi người ơi. Ai cũng nguy hiểm lắm. Đập rồi đầu
Đập đập đập, con nào bay về thì đập chết hết, không để đâu, không giữ quân đâu. Rất là nguy hiểm mọi người ạ. Đấy, một con mình đã diệt được một con quân rồi mọi người nhá. Hình như là say rồi. Cắt đi, cắt đi. Cắt, nhưng mà bây giờ mày chống tạm một cây gì vào, mày lấy cắt cành chè gọn gọn mày chống tạm vào trong trong cái lá sắn đi cho nó an toàn đi. Nguy hiểm lắm. Giờ mình sẽ tiến hành cắt bạn nhé. Đây, vừa mình chết cắt một con chết đây. Đấy, giờ mình đánh tình trạng say là mình không thể giữ quân được nhá. Mình giết được một con mọi người nhá. Rất là nguy hiểm mọi người ạ. Rồi, chưa say được thôi. Chống tạm cái gì lên đi. Rất là nguy hiểm. Thời gian nó rất là lâu chưa say, bởi vì cái lá sắn mình vò nó hơi ít mọi người ạ. Tức là sắn nó hơi ít. Đây là cận cảnh tổ ong mọi người nhé. Đấy, cận cảnh cắt. Tỉa bớt đi. Nó dính mấy cành chè thôi, cành này. Nó cắn ra. Cắn à? Nó vỡ. Túi bi lông rồi. Đây, bốc vơi. Này. Từ. Đâu úp vào nhá. Nó đâu nhỉ? Đi. Chết rồi. Ra. Lại sắn nhất, ra sắn nó lại cái. Mọi người ơi, ong mình cắt nó bị vỡ nên giờ mình sẽ lại phải về lấy cái áo chống đốt ong mọi người nhé. Để mặc cái áo vào để chống ong đốt mọi người nhé. Đây, để chiếc áo này. Một lần nữa mình cắt lại mọi người nhé. Đấy, đấy. Đây, chỉ dịp vào thôi. Giờ mình sẽ tiếp tục vò lại lá sắn mọi người nhé, một lần nữa. Cổ nó hơi mỏng nên là mình nó hơi khó cắt mọi người nhé. Đây là mặc quần áo à. Đây là bộ quần áo chuyên dùng để cắt ong mọi người nhé. Bây giờ không thể cắt khâu không được mọi người ạ. Nó ra rất là nhiều. Tổ nó hơi vỡ một chút rồi. Đừng động gần vào nó ra. Giờ bộ trang phục chuyên để đi cắt ong mọi người nhé. Cái bóc ong mọi người nhé. Bộ này bóc ong thì không sợ. Trời cũng đã sắp mưa rồi. Là mình tranh thủ cắt để cho nó thành công tổ ong để về treo mọi người nhé. Đã phải vò lại chút lá sắn mọi người này. Lá mì ấy. Lá mì vò thật nhuyễn cho nó ra nhiều nhựa. Để cho nó đỡ say mọi người nhé. Rồi. Này, lá sắn này. Bộ quần áo này thì yên tâm mọi người nhé. Đây mình chỉ bốc ong là nó cũng dễ thôi. Cầm túi thêm túi bi lông chưa? Cầm túi bi lông chưa? Túi bi lông vừa cầm về. Mày cầm chứ. Ở đây xoay ra. Đây. Ở đây rồi. Giờ mình tiếp tục lại cắt lại mọi người nhé. Nó hở mẹ hai lỗ kìa. Bây giờ tiếp tục cắt lại mọi người nhé. Đây như đây rồi, không biết. Rồi mình sẽ dịp mọi người nhé. Thì ở đấy sẽ động nó ra. Rồi dí hai tay vào. Giờ này phải giữ đi mọi người ạ, giữ cho nó say. Theo găng tay nó hơi to nên là rất là khó làm người ạ. Nó hở ra rồi, dí chắc rồi. Ra một con rồi. Ra một con. Con nào ấy ra bóp chết đi. Ra nhiều không? Đi ra kiệt rồi. Rồi mẹ ra cái này.
chưa. Giờ tiếp tục vỡ nữa mọi người ạ. Mình sẽ lùi lại nhé. Rất là nguy hiểm. Bốc đi thằng ơi. Lát túi bi lông bốc luôn đi. Này, để đèn pin bên cạnh lát túi bi lông bốc luôn đi. Chưa được, chưa được. Có một con bay đâu đây. Bốc ta đi. Mình không quay được gần nữa mọi người ạ. Mẹ nó uống rất rất nhiều mọi người nhé. Bây giờ mình phải quay xa, mình không quay gần nữa mọi người nhé. Được không? Nhìn ra hết rồi nào nhỉ? Biết. Cái quần này nhỉ? Nguyệt. Nó ra hết à? Còn. Ui. Đã có một người. Có thể chấp nhận thôi. Nào đấy. Xong chưa? Đừng để vỡ nhá. Cầm kéo đi. Đây tụi ong là mình cắt xong rồi, mình cũng không được nhiều quân lắm mọi người ạ. Đây. Thành công rồi, bây giờ mình đang về để treo mọi người nhé. Rồi. Mọi người đây là tổ ong anh em mình vừa mới cắt thành công mọi người nhé. Nhưng mà hôm nay rất là buồn. Hơi nhiều quân. Này nó mất hơi nhiều quân mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ treo lên. Còn mấy chục quân thôi mọi người nhé. Hôm nay nuôi tạm mọi người nhé. Đây mình treo, về nhà mình treo và mình tiếp tục nuôi mọi người nhé. Treo cành táo này đâu. Từ nhá. Rồi mình sẽ treo tạm ở bụi chít này mọi người nhé. Mình sẽ treo bụi chít để cho nó làm tổ đấy mọi người nhé. Mình sẽ lùi ra không có. Nó rất là nhiều ong mẹ nó ra. Đấy, mẹ bay lên này. Ê. Con mẹ. Đặt đấy rồi không? Có mẹ nào không? Đặt đúng tầng lên. Đặt quay cửa ra đi. Trứng vẫn còn. Mai gần đây nó gọi về đấy thằng ạ. Tổ ong này nó gần nhà mình nên là mình hy vọng ngày mai quân nó sẽ biết tìm đường về mọi người nhé. Cẩn thận rơi đấy, làm nào làm đừng để rơi, không buộc mẹ thép đi vào. Thép đi không mà rơi cái là bỏ đấy. Mà để kiểu đấy thì lúc nó làm phát triển rất là khó đó. Để thấy lúc nó phát triển là khó. Cái treo này hơi khó mọi người nhé. Thì tổ lành mình treo nó rất là dễ, nhưng tổ này nó bị vỡ rồi nên là mình đành phải để tại gốc chít mọi người nhé. Mình sẽ giữ chặt nó, không lúc mưa nó bão nó sẽ bị rơi ra đất, kiến nó sẽ ăn mọi người. Để đấy có ảnh hưởng kiến không? Ok chưa? Mọi người thôi, anh em mình cũng đã xong rồi các bạn nhé. Cắt tổ ong thành công mọi người nhé. Thế đây là cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh và xem clip của anh em mình nhé. Rồi. Hẹn mọi người, tất cả mọi người vào những clip sau nhé. Anh em mình vẫn còn tiếp tục đi kiếm những tổ ong để về treo để nuôi mọi người nhé. Rất mong mọi người ủng hộ xem clip, nếu mà thấy thú vị thì dành cho anh em mình xin lượt đăng ký like, chia sẻ ủng hộ kênh nhé. Nhớ subscribe bye bye anh em nhé. Để anh em tiếp tục làm những clip đi tìm kiếm giải trí mọi người nhé. Chào mọi người nhé.